quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần lại trở lại với kênh của cửa hàng xe máy Thịnh Đoàn ạ. Vâng, lời đầu tiên xin kính chúc tất cả quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần bình an hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng mọi người ơi, đến lẹt lại lên ngày hôm nay xe máy Thịnh Đoàn tiếp tục review tất cả những dòng xe đã và đang có mặt tại cửa hàng để phục vụ tất cả quý anh chị em, quý khách hàng thân thương của cửa hàng xe máy Thịnh Đoàn. Mọi người đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, nhanh tay xuống địa chỉ số nhà 465-471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Em liền xin nhắc lại địa chỉ số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và đây, trước đối diện đây là con đường Nguyễn Tri Phương tấp nập dòng người qua lại. Đây là có Vietphone, VN. Xa về bên này là khách sạn Phố Hiến nha mọi người. Và hướng về xa xa bên này là hướng về chợ Di An 1. Và hướng xa xa về bên này là về chợ Di An 2. Cầu vượt Lích Xuân, cầu vượt Sóng Thần nha mọi người. Đó, và đây là hai mặt bằng quen thuộc của cửa hàng xe máy Thịnh Đoàn. Ngày hôm nay về rất nhiều xe để phục vụ tất cả quý anh chị em bạn bè, cô dì chú bác xa gần. Nên mọi người quan tâm dòng xe nào thì ghé ủng hộ em Hiền nhá. Đó, xe máy Thịnh Đoàn. Bên này cũng là Thịnh Đoàn luôn. Đó, đi đâu thấy Thịnh Đoàn đấy. Bên em Hiền có đầy đủ tất cả các dòng xe, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp. Vâng, trước màn hình của quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần, em Hiền đang review một chiếc Winner X đăng ký 2020. Xe mới chạy được 4.000 km. Và mọi người, Winner đang hot hàng. Vâng, ai đang giảm giá ở đâu không biết, nhưng tại tất cả các khét xe mới, mỗi xe đang tăng giá từ 4 đến 5 triệu đồng. Mẫu xe ABS như thế này bây giờ phải rơi vào tầm khoảng 45-46 triệu. Và nếu như mà mẫu chưa ABS là rơi vào tầm khoảng 40, thậm chí 43 triệu chưa giấy tờ. Giấy tờ xong xuôi là 44-45 triệu nha mọi người. 69D1-48416, chiếc Winner X này. Đó, phiên bản tem Mỹ cực kỳ chất lượng và xe đăng ký 2020. Đã nói đăng ký 2020 thì không cần bàn cái độ đẹp, độ xuất sắc của nó mọi người. Vâng, và giá công khai em Hiền để cho tất cả quý anh chị em, bạn bè cô dì chú bác xa gần với giá 35.500.000 đồng đó. Nếu mọi người cảm thấy không muốn tin lời em Hiền hoặc báo em Hiền tào lao, có thể đến trực tiếp tại tất cả các khét trên toàn quốc để mọi người biết được bây giờ xe Winner X dao động bao nhiêu nhá. Một chiếc Winner X 2020 và điều đặc biệt nhất là thắng ABS đấy mọi người nhá. Đó, mua mới 45-46 triệu hôm nay tại xe máy Thịnh Đoàn chỉ với 35.500.000 đồng, quý khách hàng có ngay một chiếc Winner. Đặc biệt bên em Hiền có hỗ trợ sang tên đối chú, có hỗ trợ trả góp qua hai ngân hàng FE và JAC. Thủ tục chỉ cần chứng minh bằng lái, chứng minh hộ khẩu, photo công chứng là góp được rồi, nhưng với điều kiện không có nợ xấu nha mọi người. Và đây, một chiếc xe này là Suzuki. Xe này là Rider Suzuki 70D1-59911, màu trắng xanh cực kỳ đẹp và liền lạc luôn. Chiếc xe này đăng ký cuối 2018-2019 luôn. Đó, cực kỳ đẹp, xe mới chạy được 3.518 km nha mọi người. Rider cuối 2018-2019, xe không khác gì một chiếc xe mới luôn. Quá xuất sắc, quá đẹp chất cần luôn nha mọi người. Toàn bộ tem đính đét theo xe luôn. Và giá công khai 38.500.000 đồng cho ai thực sự quan tâm. Nếu mọi người cần biết thông tin về xe mới có thể đến trực tiếp tất cả các khách xe mới để kiểm tra giá trước khi xuống đây ủng hộ em Hiền nhá. Không có tiền cũng mua được xe. Tiền ít mình mua xe, tiền nhiều mình mua xe tiền nhiều. Thậm chí không có tiền đã có ngân hàng hỗ trợ, và đặc biệt thiếu một vài 3 triệu đã có cửa hàng xe máy Thanh Đoàn hỗ trợ. Và có em Hiền dễ thương xinh đẹp 18 tuổi cộng hỗ trợ cho tất cả quý anh chị em các bạn. Ok chưa? Vâng, tiếp tục một chiếc X 150-61D1-98054. Và lưu ý cho em Hiền, chiếc này là mới kinh màu cam đen. Một chiếc xe phải nói cực kỳ xuất thần, xuất rất đẹp luôn. Màu cam đen rất là xuất sắc luôn. Và giá công khai cho một chiếc mới kinh đăng ký 2019 này 5.000 cây với giá để tất cả quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần 36.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm, nhanh tay chốt đơn cho em Hiền nhá. Mẫu này bây giờ mua mới cũng phải 48-50 triệu. Hôm nay xe máy Thịnh Đoàn bán chỉ 36.500.000 đồng. Ai thực sự quan tâm thì liên hệ ngay và liền cho em Hiền nhé mọi người. Đấy, tiếp tục một chiếc, đây là Suzuki này. Con này là 67K175920 nha. Đó, xe này là Rider Satria nha mọi người.
cuối 2019-2020. Xe đẹp không một tì vết, không lỗi lầm, không khác gì xe mới. Mua mới trên 60 triệu. Ngày hôm nay tại Xe Máy Thanh Đoàn, em Hiền sẽ bán một chiếc Satia cuối 2019-2020. Xe mới chạy được 2.500 cây, ốc tái còi bánh màu thế này nhá. Tem toàn bộ rin theo xe màu đỏ đen, cực kỳ liền lạc và đẹp, giá công khai 43 triệu đồng. Ai thực sự quan tâm thì liên hệ cho em Hiền. Và đây một chiếc Rider Sunker, đầu nồi rin đét mà người dàn áo rin theo xe, có trầy nhẹ theo 5 tháng tại vì không dán keo, không thể nào tránh khỏi được những chút trầy trước lơ thơ. Và giá công khai để cho tất cả quý anh chị các bạn 22 triệu đồng. Nếu mọi người thực sự quan tâm, thực sự yêu thương thì đến ngay tại Xe Máy Thanh Đoàn ủng hộ em Hiền, 59D206910. Vâng, và tiếp tục trước màn hình của quý anh chị các bạn, một chiếc F150 như xe mới luôn, đời 2020 luôn. Màu xám kết hợp với màu đen đi với màu cam, không còn gì đẹp hơn, không còn gì xuất sắc hơn nha mọi người. Xe mới chạy được mấy ngàn cây, đăng ký 2020 và giá công khai 34.500.000 đồng. Biến số của nó là 47S121269. Bên em Hiền có hỗ trợ rút hồ sơ, trang tên có hỗ trợ trả góp, nên mọi người cứ thoải mái lựa chọn cho mình một chiếc xe với ý. Và điều đặc biệt nhất, tất cả anh chị em bạn bè mua xe tại cửa hàng bên em Hiền đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm, bình đề 6 tháng và đặc biệt cho đổi miễn phí 1 tuần. Anh chị em, cô dì, chú bác xa gần mua xe 1 tuần 10 triệu đi không ưng ra đổi xe khác, giá vẫn 10 triệu đồng. Nhưng lưu ý giúp em, nếu mọi người không mua nữa mà bán lại thì phải lỗ tùy vào giá trị xe, 5-700, 1 triệu, thậm chí 2-3 triệu, tùy vào giá trị xe ít hay nhiều. Mong anh chị em bạn bè hiểu và thông cảm giúp em Hiền, để tránh trường hợp sau này phải gây cãi nhau, mất tình cảm luôn mọi người. Đó, ví dụ như làm sao mà mua rồi sau này không mua nữa, đi ra chào nhau, gặp Xe Máy Thanh Đoàn vẫn nở một nụ cười thật tươi nhá. Vâng, và tiếp tục đây, một loạt xe đây nha mọi người. Đây là một chiếc Footer màu xanh kết hợp với màu đen, toàn bộ đây đang dán keo nguyên con, chưa một vết trầy xước cho mọi người. Và em này là bánh mâm tăng đĩa luôn, ốc tán bay màu đấy nha mọi người. Và giá công khai 25.500.000 đồng cho một chiếc Footer cực kỳ siêu phẩm luôn, toàn bộ đang dán keo và màu xanh thì cực kỳ đẹp, đặc biệt là đang dán keo nhá. Và đây là một chiếc Acelo Suzuki Taycan đăng ký 2017. Con này thì nó hơi lỗi là cái mâm hơi trầy một tí, và cái này thì em Miền có thể tuốt chậm lại đẹp cho mọi người được. Đó, con này dàn áo tem rin theo xe, giá 12 triệu đồng cho một chiếc Acelo đăng ký 2017. Nói chung mọi người cũng đừng so sánh giá, tại vì tiền nào của đó, mọi người thích 10 triệu rưỡi, 11, 12 triệu, tùy vào giá trị, độ đẹp của xe. 94D131796 nhá. Đó, những chiếc xe này thì nó hơi chật chỗ, với lại là tay côn này, bác Thắng này. Bên này thì em Hiền mới đề, nhưng mà do một mình quay nên có thể một vài xe không thử máy được, chứ không phải là kêu máy hay gì mà không thử cho mọi người cùng xem nhá. 47B242356 nhá. Đào cho chiếc Footer 25.500.000 đồng. Đó, và đây con hôm nay em Hiền đã bán một chiếc Kimco 50 thì đã nhận cọc 2 triệu, lát nữa em Hiền để ship về cho anh nhá. Cảm ơn anh trai đã luôn đồng hành ủng hộ Xe Máy Thanh Đoàn. Và Luvias này là 13.500.000 đồng, màu trắng kết hợp màu bạc. Mọi người ơi, thực ra mà nói ngoài em Hiền, nhà em Hiền còn rất nhiều xe luôn, nên là mọi người nếu ở gần đây thì ghé cửa hàng xem ủng hộ em Hiền nhá. Từ dòng tay ga đến dòng xe số, đã đặc biệt mọi người ưng con nào, ví dụ như mà mình có thể đặt cọc trước 1-2 triệu, một vài tuần lấy, hoặc là em Hiền sẽ ship xe về. Đối với tất cả quý anh chị em bạn bè đang sinh sống làm việc các tỉnh miền Tây, Bình Phước, Long An, 1-2 triệu em Hiền sẽ ship xe về cho anh chị các bạn nhá. Và lưu ý giúp em Hiền, tùy vào thời gian mà có thể là xe vận chuyển thì có thể là 1-2-3 ngày mới tới nơi, tại vì bên em Hiền là chuyên vận chuyển, bên gọi là xe chuyên dụng nên hơi chậm hơn một chút, nhưng mà về độ đảm bảo thì rất là cao hơn so với là mình gửi trên sách. Gửi trên khách thì buổi sáng gửi, buổi trưa nhận được, nhưng độ rủi ro thì rất cao. Nhiều khi em Hiền, xe của em Hiền thì đẹp nhưng mà gửi về do trong quá trình vận chuyển nó trầy xước thì rất chi là tiếc và đáng buồn luôn nhá. Vâng, và tiếp tục mọi người ơi, ngày hôm nay em Hiền xin phép bán. Và nếu như em Hiền bán xe này mà mọi người có chửi hoặc là kêu em Hiền đắt thì em Hiền cũng xin lỗi nhá. Tại vì ngày hôm nay em Hiền cập nhật cho mọi người một chiếc Novo, và xe này đúng siêu phẩm cọp. Và quay ở đây chưa là cái hề gì đâu, bản chất của nó còn đẹp, đẹp hơn rất là nhiều nha mọi người. Cực kỳ đẹp, phải nói là xuất thần luôn đó mọi người. Đó, con này là em Hiền xin giới thiệu cho mọi người một chiếc Novo 2. Nhưng độ đẹp của nó thì cực kỳ phẩm luôn. Không
Không bao giờ có tiền cũng khó tìm ra được những chiếc Novo mà đi bao nhiêu năm mà đẹp như thế này. Toàn bộ đây nước sơn lên đét và đặc biệt cái máy của nó em miền bao cả thế giới luôn. Không ngon không lấy tiền nhưng mà ơi, một chiếc xe phải nói xuất thân luôn. Đáng đồng tiền, đáng bát gạo. Ai yêu thương xin cấm cho em miền một chấm hoặc xuống đây trực tiếp ủng hộ em miền. Còn ai cảm thấy đắt đỏ quá thì có thể lướt qua. Đừng comment nhớ nhưng nói những lời cay đắng tội nghiệp em miền nha mọi người. Vâng, một chiếc Novo phải nói xuất sắc luôn. Nói chung là bác trai chăm chút giống như là đứa con tinh thần của bác, nên là cực kỳ kỹ mọi người. Cái lóc máy zin nữa, mọi người sợ chưa? Đi bao nhiêu năm, mẫu này là 2, là 6, là 7, là 8 này, mà cái lóc còn zin đét thế này mọi người. Và đây da não zin đét đây mọi người nha. Nói chung là quay ở trong chưa là hề hà gì đâu, ở ngoài còn đẹp hơn nhiều. Cáng inox mà inox ngày xưa không bao giờ sửa tay trước. 59T121241. Em Hiền đang review một chiếc siêu phẩm, một chiếc Novo. Chính chú ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ, biển số 6, biển số 59T121241. Và mọi người ơi, nếu ai không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng. Nhiều khi có tiền chưa chắc đã tìm ra được những chiếc xe đẹp tuyệt vời như thế này để đi. Và đặc biệt cái máy của nó em miền bao luôn. Novo 5, Novo 6, nhiều em coi ai gọi em này bằng cù hết. Em miền bao này, cái đèn đồng hồ này. Ôi, xuất thần luôn mọi người ạ. Ai đang vừa túi tiền cần mua xe đi làm chốt ngay con này thì em miền đi. Không bao giờ mà có cái giá tiền như vậy mà mua được những chiếc xe mà máy ngon đẹp như thế này. 5 triệu đồng cho một chiếc Novo. Ai thực sự quan tâm, ai thực sự đam mê, ai thực sự yêu thương thì ủng hộ em miền. Còn ai không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng, em miền nói trước rồi nha. Đó, rất chi là siêu phẩm, rất chi tuyệt vời luôn. Hai gương zin theo xe, đẹp không một tì vết, không một lỗi lầm luôn nha mọi người. Đó, ngoài đẹp hơn trong em miền bao vậy. Thường những chiếc xe khác là trong là đẹp hơn ngoài, còn đây ngoài đẹp hơn trong. Đó, quay vô chưa xe nhi gì được cái đầu đẹp của nó và cái máy của nó bao chạy êm rú rù rù luôn. 5 triệu đồng không bớt nha mọi người. Nếu không bán được em miền làm chân đi chợ cũng được, tại vì rất ngon luôn mọi người ơi. Nãy em miền vừa đưa con trai đi khám bằng chiếc xe này. Đó, nhà nhiều xe nhưng xe nào gọn gàng đi nhẹ nhàng, máy êm là cứ quắt đi thôi nha mọi người. Không kế gì hết, không nề hà gì. Em Hiền lưu ý luôn mọi người, với giá 5 triệu đồng mà gặp những chiếc xe này mọi người cứ tự tin đi mua mà đi. Đó, nếu nhận xe nhá, nếu nhận xe xuống đây thứ xe mà không ngon, em Hiền cho mọi người 500 ngàn tiền trang đi về. Bao cho mọi người cứ đấy rồi đấy. Đó, 5 triệu đồng cho một chiếc Novo, hơi đắt nhưng phải rẻ đối với những ai biết chơi, đắt với những ai không biết chơi. Mong anh chị em bạn bè hiểu giúp em Hiền nha. Và đây tiếp tục rất nhiều xe ngày hôm nay vừa về đổi thuộc vụ tất cả quý anh chị em các bạn. Trước màn hình của tất cả quý anh chị em các bạn, em Hiền đang review một chiếc Alpha đăng ký 2016, hàng bó máu nha mọi người, nhưng xe vô một số đồ kiếng. Đầu tiên một cặp bánh mâm rider lên thắng đĩa luôn, nhưng lưu ý giúp Hiền, đầu nồi xe này còn zin đét luôn, lên bô footer thuộc zin đeo xe và lên thắng đĩa phía sau luôn. Xe này thiếu gì là thiếu hai cái lá bứng hai bên và đặc biệt đồng hồ điện tử cao cấp nha mọi người. Đồng hồ điện tử tiếc rằng là cái này nãy em Hiền tháo một cái bình rồi, em Hiền để báo cậu bỏ cái bình vô để mọi người. Cậu ơi, em nhờ tí quay Alpha nhá, 68E119567, dàn chân ốc tán bao đẹp luôn nhá. Đây này, cực kỳ siêu phẩm luôn nhá. Cậu bỏ cái bình màu trên này cho em cái để cho thấy cái được đồng hồ điện tử đẹp. Đó, mâm rider và lên thắng đĩa trước sau luôn. Không, nhưng mà nó không lên được cái đèn đồng hồ đâu. Lên được đầu nồi zin đét, mặt nạ đồng hồ lên đồng hồ điện tử cao cấp, mâm rider nha mọi người. Đó, thiếu hai cái bứng ở ngoài. Đây, đầu nồi zin, dàn chân ốc tán và rất là đẹp. Và xe này là mẫu hàng bó mẫu 2016 nha mọi người. Giá công khai em Hiền để cho mọi người giá đúng 12.500.000 mà đều không bớt. Ai yêu thương cho em Hiền 1.2, không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng. Tiền nào có đó rồi. Mọi người ơi, chiếc xe này về riêng cái đồ độ xe phải lên tầm khoảng 3-5 triệu đồng rồi. Chưa kể giá trị của xe đầu nồi đang rin. Lưu ý giúp em Hiền nhá, tuy là có thay bánh mâm quay nhưng đầu nồi còn rin đét đây. Hàng thật 100%, nếu không rin hoàn tiền nha mọi người. Có sao nói vậy, riêng cửa hàng bên em Hiền.
tất cả anh chị em bạn bè thoải mái lựa chọn, cho thầy thử đến trực tiếp test thử thoải mái trước khi lấy, ngon thì lấy, dở thì thôi, cho chạy thử cho mọi người thoải mái lựa chọn, ok chưa, tuyệt vời nhá. 12.500.000 đồng không bớt. Ai thực sự quan tâm yêu thương ủng hộ cho em Hiền, một chiếc Wefa 2016 đầu nồi zin, lên một cặp mâm rider và lên thắng đĩa trước sau, bô của footer luôn, và đặc biệt đồng hồ điện tử cao cấp này, tất cả đều đồ khiếng và đẹp. Cái này nói chung những bạn nào thanh niên đi thì rất là sang trọng và tuyệt vời luôn, còn ai mà lớn tuổi thì đi nó hơi kỳ một chút nha. Rồi tiếp tục, đây là một chiếc Novo 5 đời cuối cùng của Novo 5, phiên bản màu trắng đỏ và đen cực kỳ sang chảnh, tem zin. Tem này là đời sau cùng của Novo 5. Xe này toàn bộ đang vô y nắp nguyên con, thưa quý anh chị em và các bạn. Một chiếc Novo 5 zin đét từ dàn tem đến dàn áo, và đặc biệt dàn chân cực kỳ sáng đẹp, đặc biệt vô y nắp từ đầu đến chân. Đó, đẹp xuất thần xuất sắc luôn. Không cần nghe Miền nói anh chị em bạn bè, chỉ cần nhìn vào màn hình thì biết được xe có đẹp hay không. Và đặc biệt hơn nữa đã xuống đây trực tiếp cho test thử chạy thử này. Đồ ôi, đó cái này niềng inox luôn. Mọi người không thích lột ra nhá, đấy nó có cái ốc này, mình không thích lột ra. Vô từng này là một đống tiền luôn chứ không ít cho mọi người nhá, không đùa được đâu. Và giá công khai cho một chiếc Novo 5 siêu đẹp ngày hôm nay đúng 13.500.000 đồng không bớt. Ai thực sự yêu thương, ai thực sự quan tâm ủng hộ em Hiền, còn ai không yêu thương xin đừng nói lời cao đắng. Bây giờ thị trường xe đang giảm giá có khi 9-10 triệu, mọi người cũng có thể mua được một chiếc Novo 5 để đi. Nhưng để gặp được những chiếc Novo 5 đẹp xịn trò như thế này thì không phải khi nào cũng có đâu nha anh chị em các bạn. Đấy mọi người thấy không, đó mẫu này cách đây 1 năm là bán 15-16 dễ ở luôn. Đó 83P2 20955, anh chị em bạn bè đang ở xa không đến mua xe được, đặt cọc trước cho Miền, em Miền ship xe về nhà cho mọi người nhá. Đó cặp cuộc này đang vô inox để bao chống trầy luôn này. Ôi rất nhiều tâm huyết của chú xe vào đây, máy thì thầm bao test bao chạy thử luôn. 83P2 20955 13.500.000 đồng. Có gì đó sai sai nhưng không sai, tại vì xe quá đẹp nha mọi người. Đó và đây một chiếc E135. Xe này là màu đen. Đó không biết pha màu gì luôn, đủ thứ màu luôn. Dán tem của Thái luôn nha mọi người, cực kỳ đẹp và sang chảnh, đầu đèn sạch sẽ này, đều thứ máy không. Bánh mâm sơn lại màu cam nha. Đó quay chi tiết cận cảnh với anh chị em bạn bè cùng xem. Em rú luôn nhá. Đầu nồi zin đét, một chiếc 135 đăng ký 2013. Bánh mâm màu cam nha mọi người, dàn chân ốc tán bao đẹp. Đầu nồi zin đét. Đó vô một lớp tem Thái cực kỳ sang chảnh luôn. 59D166526 với giá 16.500.000 đồng. Rất nhiều đồ kiếng, rất nhiều đồ đẹp. Ai quan tâm chốt đơn ngay và liền nha Miền. Đầu nồi zin bao tét bao chảnh cũng thoải mái. Máy êm ngọt như mía lùi này, ố khóa còn sáng bóng và đẹp luôn. Ai quan tâm nhanh tay chốt đơn cho Miền một chiếc E135 siêu đẹp dễ thương. Đầu nồi zin đét bao tét bao chạy, có thu mua tất cả các dòng xe máy cũ. Ai có những chiếc xe cũ nát lâu đời không đi, xuống đây đổi những chiếc xe đẹp đẽ hơn để đi cho mọi người. Vâng, lại là một chiếc E135. Toàn bộ xe đang dán keo em Miền vừa lột xong nha mọi người. Đó, đăng ký 2013, hai gương zin theo xe luôn. Dàn chân ốc tán sáng và đẹp nha mọi người. Đó quay ở đây hơi tối một tí tại vì là nhà hơi chật nhá. Đó và toàn bộ lột keo vừa xong luôn. Biển số 61D129222. Ôi suýt nữa là tứ quý 2 em Miền lại vô trúng đậm luôn rồi mọi người. Đầu nồi zin đét bao tét bao chạy, dàn áo vừa lột keo xong, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó mọi người ạ. Nói chung là tốt nhất anh chị em bạn bè cứ xuống đây trực tiếp xem xe thoải mái, test thử thoải mái trước khi lấy nhá. Mọi người ơi, ai ở gần đây chưa mua, đang có ý định mua xe cứ xuống đây trực tiếp em Miền tham khảo. Bây giờ chưa mua, ngày mai mình mua. Ngày mai chưa mua em Miền hy vọng một ngày mọi người cũng sẽ ủng hộ em Miền, đúng không anh chị bạn bè? Có thể hôm nay chưa chọn được một xe với ý, nhưng ngày mai lại chọn được xe với ý thì sao, đúng không ạ? Và giá công khai để cho quý anh chị em bạn 17.500.000 đồng một chiếc E135 đầu nồi zin đét, toàn bộ dàn áo dàn keo, tem zin theo xe nha, mới lột nên là yên tâm và thoải mái nha, không phải suy nghĩ, không cần chần chừ và lưỡng lự.
xanh cực kỳ sang chảnh luôn. Đó, và đây một chiếc Wavelet 61C1 74947 đời 2018 nha mọi người. Xe này màu xanh kết hợp với màu đen. Xe này vừa lấy về chưa rửa, nhìn nó hơi dơ một tí. Vì thế ngày hôm nay em Hiền quyết bán ré chiếc xe bánh mâm thắng đĩa này. Đó, vừa về, dàn áo dàn ngoài không tẩy xước chỗ nào, chỉ là dơ chưa rửa thôi mọi người. Đó, rất là đẹp luôn này. Đó, màu đen kết hợp với màu xanh, cực kỳ sang chảnh bánh mâm thắng đĩa này. Ốc tán nó xịn sò luôn nhá. Đấy, chưa rửa nhá, quay chỗ này mọi người biết được cái ốc của nó đẹp cỡ nào. Đó, đây là đất này. Đó. Giá công khai để tất cả quý anh chị em bạn, một chiếc Wavelet đời 2018 bánh mâm thắng đĩa màu xanh đen 12.800.000 đồng, cũng bất ai quan tâm liên hệ ủng hộ em Hiền nhé. Vâng, trước màn hình của quý anh chị em cô dì chú bác xa gần, em Hiền đang review cho tất cả quý anh chị em các bạn một chiếc siêu đi đất 50 phân khối dành tặng cho những bạn nào chưa có bằng lái, cho những cô dì chú bác nào mà yếu tân yếu tay đi cho nhẹ nhàng nhá. Một chiếc siêu đi đất đúng GP màu xanh hiệu Epro D-Tech của Việt Nam nha mọi người. Đó, xe không khác gì xe mới luôn. Mọi người mua mới một chiếc xe bánh mâm thắng đĩa đẹp như thế này, bây giờ phải dao động tầm khoảng 17-18 triệu đồng. Và ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, em Hiền sẽ bán một chiếc Sirius 50 hiệu D-Tech này. Xe mới chạy đúng 2.000 km, lúc trước lúc sau như xe mới luôn. Và biển số 72AH04394 với giá để quý anh chị em các bạn 10.500.000 đồng. Không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng. Xe đẹp liền lạc, đăng ký cuối 2020 luôn. Và mới chạy được 2.732 km, máy nổ không nghe tiếng động, thì thầm luôn. Đó. Đây này, như xe mới luôn nha. Ai đang có ý định mua xe mới cho con trai con gái thì thôi chốt đơn con này cho miệng đi. Đăng ký 2020 luôn nha mọi người. Ốc tán bảy màu luôn. Xe quá mới quá đẹp, màu xanh đen cực kỳ sang chảnh. Vâng, 10.500.000 đồng. Ai thực sự quan tâm ủng hộ em Hiền, tất cả anh chị em bạn bè mua xe bên em Hiền đều có chính sách bảo hành, đều chạy thử thoải mái, nên mọi người cứ thoải mái lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý nhất, vừa ý nhất để đi nhá. Đó, đĩa cực kỳ sang chảnh và đẹp luôn. Xe 50 phân khối nhá. 10.500.000 đồng, có gì đó sai. Đó, và tiếp tục ngày hôm nay em Hiền sẽ review cho tất cả quý anh chị em và bạn bè một chiếc Footer đời 2017 nha mọi người. Bánh căm thắng đĩa luôn, cái này cuối 2015-16 nha mọi người. Màu đen kết hợp với màu xám và màu đỏ cực kỳ sang chảnh luôn. Và bánh căm thắng đĩa luôn nhá. Dàn chân nóc tán bao tê bao phe, đầu nồi zin đét teo xe luôn nhá. Màu đỏ kết hợp với màu đen cực kỳ sang chảnh luôn. Và biển số 59X287661. Và ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, em Hiền xin phép bán chiếc Footer này với giá để tất cả quý anh chị em bạn 16.800.000 đồng nha mọi người. Đấy, để hiểu một tí nhá. Vâng, 16.800.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè có ngay một chiếc Footer mặt nạ hai tầng đời sau. Đó, biển số 59X287661, màu đỏ kết hợp với màu đen màu xám, lốc máy đầu nồi sạch sẽ zin nguyên con từ A đến Z luôn. Ai thực sự quan tâm liên hệ cho em Hiền nha. Mọi người xem được kênh của em Hiền nhớ like chia sẻ nhiệt tình cho em Hiền với. Ai yêu thương cho em Hiền 1 chấm, ai không yêu thương xin lướt qua, đừng comment những lời cay đắng nha mọi người. Đó, màu xám đó với đen cực kỳ sang chảnh liên lạc, 16.800.000 đồng, có gì đó sai. Và mọi người ơi, vịt đá hóa thiên nga, ngày hôm qua quay chiếc xe này không có một chiếc gì, đúng thật là người đẹp vì lùa, lúa tốt thì phân, và đây là xe đẹp vì tem là có thật mọi người ơi. Một chiếc YRSX FE full trang điện tử cao cấp, ngày hôm qua em còn trần truồng không ra gì, ngày hôm nay em khoác lên một bộ tem bây giờ long lanh cảnh đào, mọi người thấy chưa? Đó, đúng là câu nói dân gian không bao giờ sai luôn. Đầu nồi zin đét quay đến, dù đã mặc áo đẹp, thiết kế áo mấy trăm mấy chục triệu, nhưng em Hiền chỉ bán giá bình dân 10.800.000 đồng thôi. Đó, đấy, biển số 37E134432. Mọi người đừng quan tâm nhiều về, nói chung là về giống như là biển số xe. Tại vì khi mua xe, anh chị em bạn bè cần sang tên, bên em Hiền có thủ tục hỗ trợ sang tên đối chú luôn nhá. Đó, tên, ai nói em không đẹp, ai nói em trần truồng, ngày hôm nay em vịt hóa thiên nga, đứng giữa một rừng người đẹp, em vẫn là ngang ngứa luôn nhá. Đó, đèn còi xi nhan hoạt động tốt, quay rồi đi,
Dán keo nguyên con vừa lột mới dán tem mới đi thăm Mỹ viện về mất mấy 50 ngàn mọi người nha. Đó, đẹp long lanh cảnh đào luôn. Và 10 triệu 800 đồng. Đó, đáng đi thăm Mỹ viện về là phải nhiều tiền hơn, nhưng mà chân dài là phải đất đáo hơn, nhưng mà giờ thôi. Đó, chỉ 10 triệu 800 đồng rất chi là rẻ luôn. Vâng, tiếp tục em Hiền gửi tới mọi người một anh da đen châu Phi nhá. Vâng, xe này thì mới chạy được 4.622 km, đăng ký cuối 2019. Vision anh da đen châu Phi màu đỏ kết hợp với màu đen, lên mặt nạ SH cáng SH cực kỳ sang chảnh luôn. Và lưu ý giúp em Hiền, rất nhiều anh chị em bạn bè xuống đây mua xe thì phân vân tại sao cái mẫu này, màu này nó khác với màu này. Thì em Hiền cũng nói luôn, tất cả những dòng Vision mẫu này là đồ lô. Nói thẳng như vậy, nói thì hơi mất lòng, nhưng nó chỉ là đồ lô thôi. Bán chân đồ rin của nó chỉ trơn một màu đen như thế này. Còn hầu như 99% khách hàng mua xe đều thay lại cái đồ kiếng này cho nó đẹp nha mọi người. Một chiếc xe phải nói xuất thần xuất sắc luôn, mua mới 35, 36, 37 triệu. Ngày hôm nay tải xe máy tính đoàn em Hiền bán con xe mới chạy 4.650 km, Vision cuối 2019 màu đen nhám phiên bản đặc biệt. Mọi người ơi, nhắm sơ sơ một cái, lên mặt nạ 450 ngàn, lên cáng 450 là gần 1 triệu đồng rồi, chưa kế lặt vặt này, gác chân tùm lum mà phải thêm 38 triệu là đơn giá là mới mua được xe đi. Và ngày hôm nay em Hiền xin bán với giá 26 triệu 500 đồng không bớt. Nếu ai thực sự quan tâm, ai thực sự yêu thương thì nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xem xe, ủng hộ em Hiền nhá. Xe này em Hiền không cần nổ máy, liếc qua dàn ốc thôi, một con ốc mọi người đã biết được đồ ngon, đồ tuyệt vời, tuyệt phẩm của xe như thế nào rồi nhá. Và đây tiếp tục em Hiền giới thiệu một chiếc Alcuzo. Và em Hiền nói đây là phiên bán lỗi nhất của Yamaha. Lỗi ở đây không phải là máy lỗi, nhưng mà bán không được. Đầu tiên rao giá 43 triệu. Không ai mua rao giá còn 40 triệu, và không ai mua nữa 38 triệu. Và